Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5.000 đồng token Ecomerchant. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 250 triệu. Đã có 836 tài khoản holder và đã phát sinh 1.839 lượt giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.drop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví người ta mắc phòng vịt hoặc ví chút relax của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví giúp mình này, ký hiệu chain sự tử vân 18 nha. Các bạn nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.drop.net nha, vừa lấy mở đấy. Và các bạn tìm tới bước 2 để truy cập vào cái link website để nhận token. Link rút gọn đây các bạn nhé. Rồi, chương trình AnnoDrop đã sẽ kết thúc vào 35 ngày nữa sẽ được niêm yết lên cả sàn PancakeSwap nhé. Nếu các bạn mua thì các bạn có thể nhấp vào đây để mua. Còn các bạn AnnoDrop thì các bạn nhấp vào đây nhé. Còn Nam đây, mua thì niêm thấp nhất là 0,01 BNB. Bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ mua để chờ cơ hội nhiều lần tài khoản từ sau nhé. Để các bạn cần làm nhất là vào phần này, yêu cầu AnnoDrop. Nó yêu cầu bất kết nối với ví MetaMask. Còn cái chút relax của các bạn thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối nhé. Phí gas của nó là 0,000 565 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.drop.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được update lên web hàng ngày. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời và ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 5.000 đồng token Ecomerchant in. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.